ba, chứ đâu phải cái nút bạc này đâu con. Oh no. Hôm bữa mẹ nói cái này là nút bạc, nên là con tưởng mẹ nói là cái nút này chứ. Rồi có con. Cái nút này. Có hai bạn vô sao giới thiệu tên mình luôn ha. Dạ, con tên là Nì. Nì ha con. Thảo. Thảo được rồi. Con coi kênh của cô hết không? Con biết kênh cô không? Dạ biết. À. Con coi nhiều lắm cô. Ủa sao tự nhiên bị mất tiêu cái nút rồi? Kiếm nãy giờ mà vẫn chưa có nữa. Hai đứa có thấy cái nút của mẹ để đâu không? Cái nút màu gì mẹ? Cái nút màu trắng thôi, con đi kiếm phụ mẹ đi. Mẹ kiếm nãy giờ không có rồi đó. Dạ, mẹ để con đi kiếm cho. Mẹ ơi, con kiếm được cái nút cho mẹ rồi nè. Mẹ kêu con kiếm cái nút là cái nút áo đơn cho ba, chứ đâu phải cái nút bạc này đâu con. Oh no. Hôm bữa mẹ nói cái này là nút bạc, nên là con tưởng mẹ nói là cái nút này chứ. Cái nút này là cái nút bạc YouTube kênh của Hoàng Kim TV con nè. Cái nút bạc này là một cái mốc đánh dấu là con đã được 100.000 người đăng ký cho con rồi đó, biết không? Cái nút này mày gắn vô áo mày dầm dao đi nổi đi ha. Cái này chị không có gắn vô áo nữa mà chị treo lên làm kỷ niệm nha. Hôm nay cả gia đình về thăm nhà vào buổi tối, gặp mấy bạn hàng xóm. Một điều bất ngờ và rất là vui là mấy bạn nhận ra mình và Hoàng Kim trên kênh Hoàng Kim TV nghe. Em con hai gái mình nè. Em mới sinh tên gì? Anh Hai. Dạ, Bùi Vy Khánh. Bùi Vy Khánh, còn em này thì Quy đúng không? Rồi Quy. Quy rồi còn Kim Tiền. Kim Tiền, rồi còn bạn này Kim Phụ. Mình rất là vui và rất là cảm ơn những bạn nhỏ đã luôn ủng hộ kênh của Hoàng Kim nghe. Tại vì lâu lâu mình mới về thăm nhà cho nên mấy bạn trước giờ không biết nhà này là của Hoàng Kim. Hôm nay các bạn biết nên đến giao lưu rất là đông luôn. Có em áo hồng chưa biết tên nè. Dạ, con tên Long. Con coi ở trên TikTok hay là YouTube của cô? YouTube. Con cũng có đăng TikTok nữa đó. Dạ. Con coi TikTok. Con coi trên TikTok không? Con nha. Dạ. Nữa là Hoàng Kim về đây, ví dụ như tụi con có muốn lên chơi giao lưu với Hoàng Kim cũng được nha tụi con. Dạ. Cảm ơn các bạn đã đến và giao lưu với Hoàng Kim nghe. Chưa giới thiệu tên nè. Con tên Trần Kim My. Kim My ha. Tụi con học trường nào ta? Trường dạ, con học trường Pháp Bậc. Rồi có hai bạn vô sao giới thiệu tên mình luôn ha. Dạ, con tên là Nì. Nì ha con. Thảo. Thảo được rồi. Con coi kênh của cô hết không? Con biết kênh cô không? Dạ biết. À. Con coi nhiều lắm cô. Coi hết tập rồi cô. Cảm ơn các bạn đã đến giao lưu với Hoàng Kim. Hoàng Kim sẽ ra học nhiều clip hay nữa. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Hoàng Kim TV. Tạm biệt các bạn. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.